Đây là những điều thơ muốn gửi riêng cho tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Tuất. Từ đầu năm đến giờ các bạn khổ sở vất vả nghèo khó thì bước sang tháng năm dương lịch, các bạn sẽ đón nhận được những điềm báo hung cát gì, điều gì sẽ diễn ra với các bạn thì qua sự gieo duyên về tử vi, thơ xin gửi đến các bạn bốn thông điệp tử vi tháng mới và một mẹo xả vận xui cấp tấp muốn dành riêng cho các bạn. Thứ nhất, bước sang tháng năm dương lịch, đây là tháng tỷ phú, các bạn sẽ thu về tiền lớn nhờ có sao phú tỷ chiếu, sao này mà chiếu thì làm đâu là thắng đó, đổi vận tức thời ngay trong tháng. Thứ hai, tháng này các bạn dễ bị hiểu lầm, dễ bị hàm oan, nhớ không xen vào chuyện bất kỳ ai, việc ai nấy làm, hoặc là có ai hỏi về vấn đề gì đó tốt nhất là nên từ chối hoặc là nói không biết để vượt qua. Thứ ba, tháng này là tháng mặt ngọt, trong tình cảm người cũ sẽ quay về, hôn nhân được cải thiện, gia đạo an yên hạnh phúc. Thứ tư, trong tháng năm các bạn hãy chạy hết tốc lực trong công việc vì cấp trên đang để ý đến năng lực thực sự của các bạn, hãy cố gắng làm tốt sẽ được trọng thưởng và thậm chí được lên chức ngay tức thời. Thứ năm, mẹo mang lại vận may trong tháng dành riêng cho các bạn là các bạn nên mang theo trong người một túi lọc đồng tâm dây chỉ đỏ để hỗ trợ vận may tương sinh tài lộc và xả vận xui. Chúc cho những cái con giáp này trong tháng mới làm đâu thắng đó, đắc lộc và sai tài.